Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn model Toshiba L645. Model có kích thước 14 inch. Model có nhiều phân khúc sản phẩm. Với mã số ban đầu chữ L645, model này sẽ cao cấp hơn model C, thường là C640 hoặc là C645. Ở đây hàng nhập từ Mỹ. Như mình thấy, bên tem bên này có dòng chữ Toshiba America. Máy có kèm Windows 7 bản quyền. Và đây là mặt trước của máy với tên và slogan của hãng. Ở cạnh bên và ở trước cái tem niêm phong, mình sẽ tiến hành phôi thành model này. Lát nữa. Ở trong này cũng có thêm sách hướng dẫn của hãng, dây nguồn, adapter 65W. Ở đây thân máy được bao bọc 2 miếng mút chống va đập, và bên trong còn 2 lớp siêu rất là lớn. Mặt ngoài của máy được bao phủ một lớp vải mềm chống chảy xước. Ở đây là mặt trong của máy. Ở đây là dòng L, dòng cao cấp của dòng C, trên cũng được trang bị bề ngoài bóng bẩy hơn, lớp vỏ bóng với vân hoa băng chìm rất là đẹp. Vân hoa băng này tương tự như dòng Protege cao cấp. Ở cạnh bên của máy, máy có đầy đủ các cổng giao tiếp đời mới nhất, cổng bằng LAN, khe tản nhiệt. À, mình nhầm, vừa rồi là cổng modem kết nối với line điện thoại. Ở nếu mà ai có nhu cầu phát qua laptop thì rất là tiện dụng, không cần phải thông qua điện thoại hay máy phát nào khác. Ở đây khe tản nhiệt, đây là cổng bằng LAN, cổng SATA cũng là chức năng USB 2.0, kế bên cổng USB, hai cổng audio. Ở mặt trước có khe tản nhiệt, khe card reader, các đèn báo tín hiệu. Ở cạnh bên có ổ DVD drive, cổng USB, cổng Vega xuất ra máy chiếu, cổng nguồn. Ở đây là mặt sau của máy. Ở cạnh dưới của máy, máy có tem Windows 7 License, pin 6 cell kèm theo. Và mặt dưới cũng có tên, thông tin của máy. Ở mặt trong, ở đây máy cũng có touchpad hơi nhám chứ không có bóng như ở mặt bên ngoài. Lên nút nguồn, hai loa, camera của máy, microphone kế bên và tem chứng nhận Energy Star, tem có bằng Mỹ. Và đây tổng quan của máy.